Đây, bây giờ là trời tối rồi. Đó, như thế này thì sẽ tối sáng này. Anh em sẽ đi tắm tắm trong rừng này các bạn. Tắm trong rừng. Đâu bên này mà. Bên này mình rồi bên tí mình làm cái chỗ xếp chỗ tắm luôn. Bên này không có này. Tắm bên này. Tí sẽ làm cái chỗ tắm cho các bạn xem nha. Mình xếp đá đó, mình xếp đá mình tắm này. Ui. Xếp đá, xếp đá này, hồi này bên đó không? Ồ, tối om rồi các bạn. Tối thui á. Tối thế. Đúng là tối thui thật. Trứng trứng trứng. Tối lắm. Tối lắm. Đây các bạn, trời nó tối om nên là không thấy gì hết. Đang tính sắp đá làm cái chỗ nước tắm mà. Đây này. Mình nhặt những hòn đá này mình sắp này. Vẫn đẹp. Ôi giời, chắc ngày mai này. Sắp những hòn đá thế này rồi làm cái chỗ tắm. Múc cái tắm thôi. Trời ban đêm mà các bạn. Tối quá. Cho nó dòng chảy đi. Vết cái chỗ dòng chảy của nó đi. Nó mới chảy ra được. Thôi tắm đi, các mai nghỉ sớm anh em sẽ làm cho các bạn xem. Chứ bây giờ tắm đại đi. Thôi bây giờ tắm tối rồi. Mai sáng 4-5 giờ mình làm.